95天, ngày 95. Anh nghe phải nhắc lại cách nói. Không phải, anh ấy cũng là người Trung Quốc. Có điều, anh ấy mở công ty ở Việt Nam. 不是, 他也是中国人, 不过他在越南开公司。 不, 是, 他, 也, 是, 中, 国, 人, 不, 过, 他, 在, 越, 南, 开, 公, 司, 不是, 他也是中国人, 不过他在越南开公司。 不是, 他也是中国人, 不过他在越南开公司。 Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Ok, ừ, rất vui được quen biết bạn. 好的, 很高兴认识你. 1-2 câu mà thôi. 一两句而已. Người của nơi nào ở Trung Quốc? 中国哪个地方的人? 形như gọi là Đại học Sư phạm Quảng Tây. 好像叫广西师范大学. (0977309915) 0977309915. 5. Cho nên mình còn chưa cài đặt. Số gì của hai mấy yếu an trang. Sẽ tải xuống xem. Hội xa giải khăn khăn. Gọi chút gì? Lái đẻ sớm mà. Hôm nay mời khách. 今天请客. Đừng khách sáo với mình nữa. 不要再跟我客气了. Lần sau đổi mình mời bạn. 下次换我请你. Hai vị xin đợi chút. 两位请稍等. Chất lượng cũng không tệ. 质量也不错. Xin mời từ từ dùng. 请慢用. Bạn nếm thử một chút xem. Nǐ chǎng yǐ chǎng. Có muốn ăn đồ ngọt hay không? Yào yào chī tiān pǐn. Buổi sáng đi. Shàng wǔ qù. Nói chuyện phiếm đến rất muộn mới ăn cơm. Léo đảo hẳn hoãn cháy chư phản. Vị bằng hữu đó, người bạn đó. Nà wèi phẳng yǒu. Nèi wèi phẳng yǒu. Mở công ty ở Việt Nam. Zài Yuè Nán khai công sư.